Sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh siêu màng lọc Made in Korea tích hợp cả 3 tính năng trong một sản phẩm như lọc nước với công nghệ lọc nano, làm nóng và làm lạnh. Nước được lọc qua 4 cấp lọc, loại bỏ 99,9% vi khuẩn có hại trong nước, được kiểm nghiệm bởi Viện Pasteur Việt Nam và chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nước uống từ Bộ Y tế. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, có thể đặt để trong phòng bếp, phòng khách, rất thuận tiện cho việc lấy nước ăn uống hàng ngày. Máy lọc nước Yakio được bán trên thị trường với mức giá từ 6 triệu 952 nghìn đồng đến 8 triệu 472 nghìn đồng cho mỗi sản phẩm. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại công ty theo địa chỉ số 44 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình hoặc truy cập vào website www.yakio.vn để biết thêm thông tin chi tiết.